Ngày 13 tháng 9, hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA lần đầu hé lộ hình ảnh một cơ sở bí mật sản xuất uranium cấp độ vũ khí. Theo thông tin hãng KCNA đưa ngày 13 tháng 9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm viện vũ khí hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của nước này, nhưng không nêu cụ thể thời điểm chính xác. Chưa có dữ liệu chính xác khẳng định địa điểm này có nằm trong khu phức hợp hạt nhân chính Gongbanyeon của Triều Tiên hay không, nhưng đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiết lộ về một cơ sở làm giàu uranium kể từ khi họ giới thiệu một cơ sở tại Gongbanyeon cho các học giả Mỹ trong chuyến thăm vào năm 2010. Tiết lộ mới nhất này được cho là một nỗ lực nhằm gây thêm áp lực lên Mỹ và các đồng minh, nhưng những hình ảnh mà truyền thông Triều Tiên công bố có thể cung cấp cho bên ngoài một nguồn thông tin có giá trị để ước tính lượng thành phần hạt nhân mà nước này đã sản xuất. Hãng KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã thị phạm quanh phòng điều khiển của cơ sở làm giàu uranium và một công trường xây dựng sẽ mở rộng năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân, tiết lộ nhà lãnh đạo đã ra lệnh cho các quan chức thúc đẩy việc đưa vào sử dụng máy ly tâm loại mới, hiện đã hoàn thiện, đồng thời kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn để tăng theo cấp số nhân, số lượng vũ khí hạt nhân. Ông Kim từng tuyên bố, Triều Tiên cần có khả năng phòng thủ và tấn công phủ đầu mạnh mẽ hơn để đối phó với mối đe dọa hạt nhân do Mỹ đứng đầu. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, họ lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên công bố cơ sở làm giàu uranium và lời thề của ông Kim Jong-un về việc tăng cường năng lực hạt nhân. Một tuyên bố của Bộ nhấn mạnh, việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân bất hợp pháp, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế. Triều Tiên lần đầu tiên hé lộ với thế giới bên ngoài về một địa điểm làm giàu uranium ở Gongbanyeon vào tháng 11 năm 2010, khi họ cho phép một phái đoàn học giả của Đại học Stanford, Mỹ, do nhà vật lý hạt nhân Siegfried Hacker dẫn đầu, tham quan các máy ly tâm của mình. Sau đó, các quan chức Triều Tiên được cho là đã nói với ông Hacker rằng 2.000 máy ly tâm đã được lắp đặt và đang hoạt động tại Gongbanyeon. Hình ảnh vệ tinh trong những năm gần đây cho thấy, Triều Tiên đang mở rộng một nhà máy làm giàu uranium tại khu phức hợp hạt nhân Gongbanyeon. Vũ khí hạt nhân có thể được chế tạo bằng uranium hoặc plutonium làm giàu cao. Triều Tiên có các cơ sở để sản xuất cả hai loại vũ khí này tại Gongbanyeon. Tuy nhiên, chưa rõ chính xác Triều Tiên có bao nhiêu plutonium cấp vũ khí hoặc uranium làm giàu cao được sản xuất tại Gongbanyeon và địa điểm lưu trữ chúng. Năm 2018, nhà vật lý Hacker và các học giả của Đại học Stanford ước tính kho uranium làm giàu cao của Triều Tiên rơi vào khoảng 250-500 kg, đủ cho 25-30 thiết bị hạt nhân. Những bức ảnh Triều Tiên công bố ngày 13 tháng 9 cho thấy số lượng khoảng 1.000 máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân bí mật. Theo ông Yang Up, một chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, khi hoạt động quanh năm, chúng có thể sản xuất khoảng 20-25 kg uranium làm giàu cao, đủ để chế tạo một quả bom duy nhất. Theo ông Lee Chung-kun, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, máy ly tâm kiểu mới mà ông Kim muốn giới thiệu có khả năng là loại máy ly tâm tiên tiến làm từ sợi carbon, có thể cho phép Triều Tiên sản xuất uranium làm giàu cao gấp 5-10 lần so với các loại hiện có. Kể từ năm 2022, Triều Tiên đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động thử vũ khí để mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí tên lửa hạt nhân nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc. Các nhà phân tích cho biết, Triều Tiên có thể thực hiện các vụ nổ thử hạt nhân hoặc thử tên lửa tầm xa trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 với mục đích tác động đến kết quả và tăng đòn bẩy trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ. Nhìn chung, thông điệp mà họ đang cố gắng gửi đi là khả năng hạt nhân của họ không chỉ là lời đe dọa suông mà còn là việc họ tiếp tục sản xuất nhiên liệu bom, chuyên gia Yang nhận định. Triều Tiên đã tiến hành các vụ phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 12 tháng 9. Trong một ám chỉ rõ ràng đến các vụ phóng đó, hãng thông tấn KCNA cho biết, Chủ tịch Kim đã giám sát việc bắn thử các tên lửa đạn đạo 600mm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để kiểm tra hiệu suất của các phương tiện phóng mới của họ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh một cơ sở bí mật sản xuất uranium cấp độ vũ khí với lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc tăng cường năng lực hạt nhân nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân do Mỹ đứng đầu. Theo thông tin từ hãng truyền thông nhà nước KCNA,
ông Kim Jong-un đã thị sát viện vũ khí hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của nước này. Hình ảnh được công bố được cho là nhằm gây thêm áp lực lên Mỹ và các đồng minh. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiết lộ về một cơ sở làm giàu uranium kể từ năm 2010. Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành động này, khẳng định việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân, bất hợp pháp, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế.